quý vị, mảnh vỡ này Linh Trang vừa nhặt được khi di chuyển lên tới tầng 5 của tòa E4 khu tập thể Thành Công. Nhưng quý vị có thấy thì hiện nay trên trần nhà đã xuất hiện rất nhiều những cái mảnh nứt lớn, và cái sự nguy hiểm này nó đã đe dọa hàng ngày đến tính mạng của người dân ở đây. Bên ngoài hành lang thì là cũng ngấm từ trên ngấm xuống, ngấm cả vào bên trong nhà ở thì cũng hơi lo lắng. Một phần là điều kiện nó không đảm bảo, nhà nó cũng rất là xuống cấp rồi. Giờ thì cũng chưa thấy nói gì về cái việc là sửa sang hay là như thế nào ấy. Nên bây giờ cũng tạm ở vậy thôi. Sinh sống sát bên khu tập thể ở mức độ D xuống cấp nghiêm trọng, mọi cơ sở vật chất đều hư hỏng nặng nề, tường nhà nứt toác, nền sụt lún khiến cuộc sống của bà Nguyễn Thị Thanh Hà ở Giàng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội vô cùng bấp bênh. Tuy vậy, bà vẫn phải chấp nhận sống tạm bợ, chờ đợi ngày được di rời. Cấp độ D người ta đi rồi, mình chỉ còn là sát cấp độ D thôi. Cùng một dãy nhưng mà mình chỉ là sát thôi. Mình sợ chứ, chẳng có ai kêu gọi đi đâu mà di rời cả. Có nhà nào sợ quá thì đi thôi, chứ còn làm gì có ai kêu gọi đâu. Cũng mong muốn là nhà này để thay đổi đi. Thế nhưng mà bao nhiêu lần rồi cháu biết không? Mười mấy năm nay rồi. Cho nên là khi nhá cứ bắt đầu chuẩn bị gần đi đến nơi rồi, hôm vừa rồi họp tất cả các cái căn hộ này, phường thì bước vào nhưng sau rồi lại thôi. Cứ gọi là cứ sóng lên một trận xong rồi lại thôi. Hiện nay, Hà Nội có khoảng 1.600 chung cư cũ, chủ yếu được xây dựng từ trước năm 1954 và từ năm 1960 đến năm 1994. Đến nay, cũng đã hết niên hạn sử dụng, có nguy cơ sụp đổ. Song, đến nay chỉ có khoảng 1% nhà ở chung cư cũ được cải tạo lại. Hà Nội, Hải Phòng, hay những nơi có nhiều, đặc biệt là hãy đổi mới tư duy để bước vào một kỷ nguyên mới. Mà kỷ nguyên đó để cho ta nhìn thấy, chứ không phải rằng là để là 50 năm nữa thì chúng tôi sẽ xây. Chứ không có. Người dân ngày hôm nay đang sống đây đang mong chờ rằng là 5 năm, 10 năm là cùng. Những cái khu tập thể sập sệ như bạn nói đấy. Rồi Thanh Nhàn này, Quỳnh Mai này, rồi Thành Công sẽ được xuất hiện những khu nhà ở mới hiện đại, khang trang, đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Luật nhà ở năm 2023 và Nghị định 98 về cải tạo chung cư cũ vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Với nhiều quy định mới vừa được ban hành, người dân đều hy vọng việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn.